Chuyến làm khách tới Saudi Arabia của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn đầy khó khăn bởi sức mạnh đáng sợ của đội chủ nhà. Bởi cuộc khủng hoảng chấn thương cùng những vấn đề bên lề đã quét qua phần nửa đội hình, xóa tên những cầu thủ quan trọng như Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Công Phượng. Hàng phòng ngự, niềm tự hào của huấn luyện viên Park Hang-seo giờ chỉ còn 3/5 cái tên chủ chốt. Những tiền vệ trung tâm mới đã được thử nghiệm từ tháng 6 ở UAE. Xuyên suốt 2 năm, huấn luyện viên Park chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ như xếp Nguyễn Trọng Hoàng đá thay Vũ Văn Thanh, trao suất đá chính cho Nguyễn Tuấn Anh hay đổi Phan Văn Đức bằng Nguyễn Văn Toàn. Sự ổn định trong bầu khung đội hình giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích tốt ở 3 giải lớn là AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022. Còn ở hiện tại với những cái tên mới thì liệu rằng sức mạnh đội tuyển Việt Nam có bị giảm sút? Và sau đây, không để các bạn chờ đợi thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, ăn miếng bánh, nhấp một ngụm cà phê, cùng nhau đi tìm hiểu về sức mạnh đội tuyển Việt Nam trước trận đại chiến với Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhé. Trong suốt gần một tháng qua, đội tuyển Việt Nam đã chú trọng rèn luyện thể lực. Đây là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam được rút ra sau trận thua trước UAE ở vòng loại thứ 2. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam chủ động được trước cuộc đối đầu với đối thủ mạnh là Saudi Arabia, cũng như phải thi đấu trong thời tiết nóng của khu vực Trung Đông. Sự chênh lệch múi giờ và điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Dù thời điểm 20 giờ đêm, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 43 độ C, kèm theo gió khô rát của vùng sa mạc. Tuy nhiên, đây là thông tin đã được cập nhật từ trước đó nên không khiến các cầu thủ bất ngờ. Theo thông tin từ VFF, các giải pháp về y tế cũng đã được các bác sĩ đội tuyển chuẩn bị để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên của đội. Bên cạnh đó, lịch ăn ngủ cũng tuân theo múi giờ mới nhằm giúp các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học trong thời gian sớm nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Saudi Arabia trong tâm thế cửa dưới. Đây là điều mà ông Park đã quá quen khi cầm quân ra sân chơi châu lục. Đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng tứ kết Asian Cup 2019 cùng với tâm thế của đội bóng yếu, không được các đối thủ đánh giá cao. Việc đá ở thế phòng ngự phản công, nói đúng hơn là sở trường, đã mang đến thành công cho đội tuyển Việt Nam ở những trận đầu vòng loại thứ hai. Chiến thắng trước UAE ở sân Mỹ Đình là một ví dụ. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như đánh giá đúng thực lực đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể nghĩ đến việc có điểm trên sân Saudi Arabia. Nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam được công bố trưa 27 tháng 8, nửa ngày trước khi đội tuyển lên đường đi Saudi Arabia, có thể thấy đã không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra ở vị trí thủ môn khi Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục bị gạch tên giống như ở đợt chuẩn bị cho các trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai diễn ra ở UAE hồi tháng 6 vừa qua. Văn Hoàng không hẳn là kém về chuyên môn, nhưng so với Văn Lâm hay Tấn Trường, anh bị đánh giá thấp hơn ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi Văn Toàn được xem là của đây dành và cần được trau dồi, học hỏi thêm ở đấu trường quốc tế nhằm để chuẩn bị cho SEA Games 31. Dù có tên trên tuyến, nhưng cơ hội để thủ thành Hải Phòng ra sân là cực nhỏ, bởi Văn Lâm hoặc Tấn Trường mới là những người có thể ra sân bắt chính lúc này. Hiện Văn Lâm vẫn được xem là thủ môn hàng đầu ở đội tuyển Việt Nam, nhưng Tấn Trường lại tỏ ra nhỉnh hơn về phong độ khi được tập luyện thường xuyên cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua. Và hãy chờ xem ai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu trước khung gỗ sắp tới. Ở hàng phòng ngự, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến dư luận bất ngờ khi quyết định gạch tên trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, dù trước đó có thông tin cầu thủ sẽ ra sân thay cho Bùi Tiến Dũng, người đã dính chấn thương háng và khó đá hai trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Việc ông Park làm vậy có lẽ là vì Việt Anh không phải mẫu trung vệ quá nhanh nhẹn cũng như có kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống tốt. Có thể cầu thủ sinh năm 1999 mạnh về khả năng không chiến, nhưng Saudi Arabia lại không phải chơi bóng bổng mà họ thiên về việc tổ chức kiểm soát bóng, tấn công trung lộ nhiều hơn. Do đó, hẳn là nhà cầm quân Hàn Quốc đã đánh giá sự có mặt của Bùi Hoàng Việt Anh ở trận gặp Saudi Arabia là không thực sự cần thiết, nên ông đã trao cơ hội cho các cầu thủ khác, trong đó có Đình Trọng và Thành Trung. Những cầu thủ đều đang trải qua những ca chấn thương và phải chạy đua với thời gian để chờ bình phục. Với việc tiền vệ trẻ Lý Công Hoàng Anh bị gạch tên, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn là một gương mặt mới là tân binh Lê Tiến Anh, người được đánh giá cao là có lối chơi sáng tạo và giàu khả năng tạo đột biến. Trong khi 6 cái tên còn lại đều là những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ, đó là Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Đức và Hoàng Đức. Cái tên bị loại để lại nhiều tiếc nuối nhất là Trần Minh Vương, do anh đã bị chấn thương trong trận đấu nội bộ. Minh Vương đã để lại nhiều dấu ấn khi được trao cơ hội trong trận gặp UAE hồi tháng 6 vừa qua. Và nếu có sự phục vụ của tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ chơi biến hóa hơn. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá phòng ngự số đông trước Saudi Arabia, rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 với sự xuất hiện của ba tiền vệ trung tâm. Theo dự đoán, Quang Hải và Tuấn Anh sẽ ra sân từ đầu. Đá trụ có thể sẽ là Đình Trọng hoặc Đức Huy để hỗ trợ bọc lót cho đồng đội. Một điểm mới ở danh sách đội tuyển Việt Nam lần này là huấn luyện viên Park Hang-seo đã không loại bất cứ tân binh nào trong số 3 cầu thủ vừa được gọi tập trung đội tuyển là hậu vệ Trương Văn Thiết, tiền vệ Lê Tiến Anh và chân sút trẻ Phạm Tuấn Hải. Có thể việc tuyển Việt Nam có nhiều ca chấn thương hơn dự kiến nên thầy bắt buộc phải để các tân binh ở lại. Trong số này, người có nhiều cơ hội ra sân thi đấu nhất phải kể tới Tuấn Hải, bởi anh đã ghi tới 3 bàn thắng trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam với đội U22 mới đây. Cơ hội cho Văn Thiết sẽ hẹp hơn bởi những thay đổi ở hàng thủ luôn đòi hỏi mức cẩn trọng cao hơn.
Nhưng nếu Nguyễn Thành Trung hay Đình Trọng không có thể trạng tốt, trung vệ của câu lạc bộ Viettel có thể được tin dùng. Điểm cộng của Văn Thiết là 3 năm chơi bóng tại V-League cùng sự ăn ý với Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng, hai trụ cột khác của đội tuyển. Về phía Tiến Anh, sẽ không dễ để cạnh tranh với Tuấn Anh, Lương Xuân Trường hay Hoàng Đức. Song, cơ hội cho cầu thủ câu lạc bộ Bình Định còn rất dài. Huấn luyện viên Park gọi anh và các tân binh là để chuẩn bị cho cả chiến dịch. Ở đó, cơ hội sẽ không ngoảnh mặt với những người luôn nỗ lực. Trong bối cảnh số 10, Công Phượng không lên tuyển đợt này, hy vọng cũng đang được đặt vào Tuấn Hải. Với sức mạnh, tốc độ, khả năng tì đè, cán lướt cũng như dứt điểm hai chân khá tốt, ngôi sao của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới trên đội tuyển. Tại đội tuyển Việt Nam lúc này, cầu thủ sinh năm 1988 đang được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp chờ ở vị trí ưa thích là vị trí tiền vệ công và có lúc được đẩy lên đã ở vị trí tiền đạo. Nếu hòa nhập tốt, Tuấn Hải chắc chắn sẽ là một mũi tiến công lợi hại của đoàn quân áo đỏ bên cạnh những Tiến Linh, Văn Toàn hay Phan Văn Đức. Dù chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, nhưng đội tuyển Việt Nam với nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của châu lục sẽ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt ở bảng B. Với nòng cốt là thế hệ vàng từng giành vị trí Á quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải là đối thủ dễ chơi với những đội bóng khác. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo từng bị hoài nghi về khả năng thành công khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2017, nhưng ông đã xóa tan mọi ngờ vực bằng thành công nối tiếp thành công kể từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, để rồi đến bây giờ đã trở nên rất nổi tiếng ở quê hương của mình. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào nhé. Và trên đây là toàn bộ phân tích của chúng tôi muốn gửi đến mọi người về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trước trận đại chiến với Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh em thấy cà phê hôm nay thế nào? Nếu thấy ngon, xin cho một like, đăng ký và nhấn chuông để video tiếp theo anh em ta lại có cơ hội đàm đạo bóng đá tiếp nhé.